Chương 1, Linh hồn cứng cỏi, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đường tiêu một mực bị cố định ở trên giường bên cạnh hắn là ba nam cảnh sát đầy đủ võ trang và một nữ cảnh sát có khuôn mặt tú lệ, bất luận thế nào hắn cũng không thoát nổi. Mỹ nữ, là cô phụ trách tiêm thuốc cho ta sao? Đường tiêu lay động cái đầu bộ phận duy nhất có thể cử động của hắn lúc này nữ cảnh sát ném cho đường tiêu một cái nhìn hờ hững sau đó động tác chuyên nghiệp đem ống tiêm châm vào trong tĩnh mạch của đường tiêu. Phạm nhân nhàm chán nàng đã nhìn nhiều rồi đối với lời nói của bọn họ nàng đều hờ hững. Hôm nay phạm nhân tử hình chính là một người làm nghề sát thủ trong tổ chức khủng bố đỉnh cấp. Hắn tuy 23 tuổi nhưng từ năm 13 tuổi đã bắt đầu hành động trong vòng 10 năm. Số án mạng mà hắn gây ra tới mấy trăm vụ nhân mạng tới mấy nghìn người việc ác của hắn bất tận gặp người là giết thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mỗi một vụ là một án mạng khiến cho thế giới phải khiếp sợ đối với loại người này có thể nói là tử hình vẫn chưa hết tội cho nên nữ cảnh sát xinh đẹp thà đồng tình với chó với mèo cũng không đồng tình nửa phần với hắn mỹ nữ cô đã làm cái này lâu chưa đường tiêu tiếp tục nói một câu với nữ cảnh sát nữ cảnh sát vẫn lộ vẻ hờ hững giống như không nghe thấy đường tiêu nói chuyện vậy kỳ thật chúng ta là đồng nghiệp tuy nhiên đơn vị ra lệnh cho chúng ta là khác nhau mà thôi. Đường tiêu lại nói thêm câu nữa. Nữ cảnh sát chừng mắt nhìn đường tiêu, mày nhíu lại sau đó nàng lui trở về bên cạnh cái bàn dụng cụ hành hình, đem một vài dược vật bỏ vào trong cái hộp sắt hình vuông. Đường tiêu biết rõ, trong cái thùng kia chính là thuốc Barbito bơm tiêm lúc nãy là bơm Babito vào người của hắn, loại dược vật này khiến cho hắn dần dần vào trạng thái ngủ say, tránh cho việc hít thở không thông. Sau đó sẽ bơm thuốc kali vào để cho nhịp tim của đường tiêu dừng lại được mấy chục giây sẽ chìm vào cái chết, bơm tiêm đã chuẩn bị xong chưa? Một nam tử lớn tuổi hỏi nữ cảnh sát, đã xong. Nữ cảnh sát lên tiếng, vươn tay lấy bơm tiêm một nhân viên ở cách đó không xa không để ý tới chỉ quan sát dụng cụ màn hình ở trước mặt trên đó có hiển thị sóng não và nhịp tim của đường tiêu. Đường tiêu nheo mắt lại, nhìn đám mây trắng lượn lờ trên trời xanh, thở dài một hơi. Giết nhiều người vô tội như vậy hai tay của hắn đã dính đầy máu tươi hắn biết cảnh hôm nay sớm muộn sẽ tới nếu có kiếp sau hy vọng có thể chuyển đến một nhà bình thường lấy vợ sinh con bình an mà sống, chứ không phải như kiếp này, ba tuổi đã bị chuyển đến một tổ chức sát thủ, tiếp nhận ma quỷ huấn luyện tới 10 năm, năm 13 tuổi thì đảm nhận nhiệm vụ đầu tiêm. Mười năm nay là mười năm hai bàn tay đẫm máu, ống tiêm đã chuẩn bị hoàn tất. Nữ cảnh sát hồi báo cho một nam từ cảnh sát lớn tuổi, khởi động ống tiêm. Nam cảnh sát lớn tuổi ra lệnh cho nữ cảnh sát. Ống tiêm đã khởi động. Nữ cảnh sát hồi đáp không cam lòng cứ như vậy mà chết đi sao? Linh hồn đường tiêu dung động mốt hồi, hắn không cam lòng mà nắm chặt hai đấm lại. Theo thuốc được tiêm vào, đôi mắt của đường tiêu dần trở nên dữ tợn, đám mây trắng biến mất bầu trời u ám vô số ma quỷ cách thân thể của hắn không xa. Xoay quanh gào rít tựa hồ tùy thời có thể xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức linh hồn đường tiêu như dãy ruộng khỏi trói buộc thân thể, bồng bềnh giữa không trung, bầu trời u ám xua tan đi xuất hiện từng đám mây trắng. Đường tiêu vô ý thức mà cúi đầu xuống phát hiện ra thân thể của hắn vẫn lẳng lặng ở trên giường, vẻ mặt an tường. Nắm đấm cũng dần dần mà buông lỏng ra. Ta chết rồi sao? Tim của đường tiêu đập nhanh một hồi mà quỷ huấn luyện viên nói, trở thành một sát thủ đỉnh cấp cần phải có linh hồn cứng cỏi so với người bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Mà quỷ huấn luyện viên còn nói, đường tiêu ngươi là người có linh hồn cứng rắn nhất mà ta sẽ từng gặp sau này ngươi cho dù chết linh hồn cũng không tiêu tan, ống tiêm thuốc số 1 đã hoàn tất. Ống tiêm số 2 đã hoàn tất đường tiêu kinh ngạc hắn có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm của nữ cảnh sát, dù là mơ hồ, tim đập đình chỉ, sóng não đình chỉ. Đây là thanh âm của một người nam nhân. Người đứng ở phía trước dụng cụ đo sóng não và nhịp tim đi tới bên giường đường tiêu, hắn nhìn hiện trường pháp y, hướng về phía vài tên cảnh sát chấp hành tử hình báo cáo kết quả. Phạm nhân đã tử vong thanh âm lạnh như băng này khiến cho đường tiêu rơi xuống vô vàn suy sụp, lúc này hắn tưởng tượng mình rơi vào hầm băng nhưng hắn cũng không cảm thấy lạnh, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Giống như trước kia mấy ngày đêm không chợp mắt sau khi làm một nhiệm vụ, đột nhiên ngã vào cái giường êm trong khách sạn đi ngủ. Trong thời gian ngắn ngủi khi còn sống hắn đã trải qua rất nhiều giết chóc, những vinh quang dẫy ruộng kia cảnh tượng từng cái hiện ra trước mặt hắn. Mệt mỏi quá, trong đầu của đường tiêu cuối cùng cũng hiện ra một ý niệm lúc này chỉ sợ vĩnh viễn không tỉnh lại được ngủ thôi ngủ thôi sự tỉnh so với tưởng tượng của đường tiêu cũng không giống nhau ông trời ơi đây là chỗ nào bên người là lá cây đường tiêu vô ý thức nhìn về phía dưới thân thể của mình hắn phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung không còn tình cảnh hành hình nữa phiền muộn người chết về sau liệu còn có linh hồn không tại sao lại bay tới đây rồi ở trên mặt đất mấy thiếu niên đang tranh nhấp nhau cái gì đó đường tiêu cố gắng để cho mình bay tới đó gần một chút hắn nghe rõ ràng bọn họ đang cãi lộn cái gì đó với nhau mấy thiếu niên này trên người đều mặc hoa phục giống như những nhân vật trong phim truyền hình điều này khiến cho đường tiêu hoài nghi đến tột cùng là hắn đến nơi nào đường tiêu đang nghi hoặc thì phát hiện ra mấy thiếu niên kia không phải đánh nhau trong đó có ba thiếu niên đang ra sức đánh một thiếu niên mà thôi. Ba người này nhanh chóng đem thiếu niên kia đánh ngã xuống đất. Cuối cùng một thiếu niên ngồi lên trên người thiếu niên bị đánh ngã kia, hai tay dùng sức ghi chặt lên trên cổ hắn. Đường tiêu một lần nữa bay tới gần thêm một chút, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ mặt của thiếu niên kia. Sau khi thấy rõ, đường tiêu thoáng cái đã bị chấn kinh, thiếu niên bị người ta ghim chặt cổ không ngừng dẫy rùa, mặt mũi giống như năm đường tiêu 14 tuổi, giống như đốt. Cái này, bạn đang xem chuyện được sao chép tại? .co, mình trước kia từng trải qua chuyện này sao? Hình như không có thiếu niên kia hai mắt trắng bệch khuôn mặt xám xanh hai tay dãy giụa dần trở nên vô lực đường tiêu bị một lực hấp dẫn mãnh liệt đột nhiên rơi vào trong cơ thể của thiếu niên kia chương 2, tá thi hoàn hồn nghe chọn bộ tại mê truyện audio com nương theo đau đớn kịch liệt đường tiêu hô lớn một tiếng rồi ngồi dậy sau khi ngồi dậy đường tiêu ho mạnh một tiếng giống như là người ngâm dưới nước được cứu lên trên bờ sau khi xoa bóp thân thể đau đớn của mình, cảm nhận thấy trên người mình mặc hoa phục, lại nhìn bốn phía, Đường Tiêu Nghi hoặc nửa ngày mới từ từ tỉnh ngộ. Hắn đã xuyên việt rồi hơn nữa còn xuyên việt tới thời kỳ cổ đại, tiến nhập vào trong thân thể này, chính là thân thể thiếu niên bị ghi chết thân thể mà có hình dáng giống mình năm 14 tuổi như đúc bởi vì thiếu niên kia bị người ta giết chết cho nên hồn phách của đường tiêu trùng sinh lại vào trong thân thể này ở trong mấy tiểu thuyết trên mạng gọi hiện tượng này hình như là đoạt xá không đúng phải gọi là tá thi hoàn hồn ha ha bất kể thế nào thì ta đường tiêu cuối cùng cũng sống tiếp trong lòng đường tiêu có một loại kích động không nói nên lời chẳng lẽ hắn đúng là có linh hồn bất diệt như ma quỷ huấn luyện viên kia nói hay sao Ai, còn sống là tốt rồi mặc kệ đã tới triều đại nào, có cơ hội sống lại một lần cũng là chuyện đáng chúc mừng. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, sự kích động của Đường Tiêu cũng dần trôi qua, hắn lập tức ý thức được nguy cơ ở bên người, ba gã thiếu niên kia là ai? Bọn họ cùng với thiếu niên bị ghi chết này rốt cuộc là có quan hệ gì, bọn chúng có thể quay lại giết mình nữa không? tình huống này không rõ ràng lắm đường tiêu không dám mạo hiểm hắn lập tức đứng dậy đi vào trong rừng cây gần đó tìm chỗ ẩn náu hồi phục thích ứng một chút đi được vài bước đường tiêu có chút cảm giác không ổn thân thể này vô cùng gầy yếu gầy yếu đến độ đi vài bước đã thở hồng hộc cũng có thể là do nguyên nhân mới ẩu đả nhưng dù sao đường tiêu ở kiếp trước cũng là một sát thủ thân thể này dĩ nhiên không thể so sánh được nhìn quần áo và trang sức mình đang mặc trên người đường tiêu nhanh chóng kết luận thân phận của mình là một con cháu nhà phú quý có lẽ vì tài vật mà bị hạ độc thủ vén tay áo lên sau khi quan sát cánh tay của mình một cách tinh tế đường tiêu liền nhíu mày đây hiển nhiên là một con người được nuông chiều từ bé khó trách việc bị ba thiếu niên kia đánh cho không có lực hoàn thủ cuối cùng mất mạng ở trên tay bọn chúng nếu có thời gian đường tiêu nhất định sẽ rèn luyện cải tạo thân thể này một phen ít nhất là ở trong thế giới này có đủ sức để bảo vệ mình tuy nhiên đó là chuyện sau này sự tình cấp bách hiện tại là phải sống sót mới được đường tiêu thi triển quyền cước một chút hắn cảm thấy mặc dù thân thể này mặc dù ở phương diện sức chịu đựng hơi kém cỏi nhưng độ linh hoạt cũng không phải kém dù sao cũng là một hài tử 14 tuổi phát dục mới không lâu, bây giờ rèn luyện cũng không tính là quá muộn. Thân là một sát thủ đường tiêu biết hiện tại hắn đang phải gặp nguy hiểm rất lớn. Đây là một ngọn núi, một ngọn núi không biết địa hình. Thân thể này vốn có chủ nhân hơn phân nửa là cùng với ba thiếu niên kia kết thâm cừu sau đó bị bọn chúng lừa lên trên núi ở nơi hẻo lánh này giết chết ba gã thiếu niên kia sau khi giết người hơn phân nửa là tâm hoảng ý loạn nên bỏ thi thể của hắn chạy xuống núi nhưng trên đường xuống núi bọn chúng sẽ dần tỉnh táo lại một khi tỉnh táo lại bọn chúng sẽ ý thức được việc xử lý thân thể ra sao nếu để như vậy sẽ rất dễ bị người ta phát hiện ra hiện trường án mạng cho nên khả năng ba người bọn chúng trở về là vô cùng lớn trước kia đường tiêu có lẽ vòng ra sau núi tìm một con đường mà chạy trốn nhưng hiện tại thân thể của hắn khá yếu ớt hơn nữa hắn còn không biết mình xuyên việt đến thế giới nào cũng không biết sâu trong núi có nguy hiểm gì không có một điều khẳng định dùng thân thể này nếu như tán loạn ở trong núi một khi gặp dã thú thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi cho nên cần phải cấp tốc tìm ba thiếu niên kia giết chết theo đường lớn mà đi giết người đó chính là nghề nghiệp của đường tiêu cho dù hiện tại thân thể của hắn gầy yếu đi chăng nữa sau khi hạ quyết tâm đường tiêu cuối cùng cũng không đi vào trong rừng sâu mà ở gần đó nghỉ ngơi hồi phục sau đó bỏ lên trên một cây đại thụ ngồi xuống trên cành cây to để cho tán lá xum xuê che chắn thân thể của mình sau đó đường tiêu bắt đầu điều chỉnh hô hấp để cho thân thể gầy yếu từ từ khôi phục lại khí lực ứng đối với nguy cơ sắp tới không bao lâu sau ba thiếu niên sát nhân kia đã trở về nhìn bọn chúng xem ra cũng là con cháu của đại gia đình thân thể so với đường tiêu thì tốt hơn không ít bọn họ không phải vì sợ hãi giết người mà chạy khỏi núi mà là đi tới gần đó đào một cái hố sâu chuẩn bị đem đường tiêu vùi lấp vào đó thi thi thể đường tiêu đâu rồi ba gã thiếu niên nhìn mặt đất trống trơn hơi hốt hoảng hỏi ẩn thân trên tàng cây đường tiêu cả kinh trong lòng không ngờ dung mạo của hắn giống thiếu niên kia như đúc mà tên cũng giống như đúc có lẽ đây là lần đầu tiên giết người cho nên sắc mặt của ba tên thiếu niên trở nên trắng bệch đông thai sơn là một mảnh rừng thuộc sở hữu tư nhân ở phía dưới có thủ vệ chưa được cho phép căn bản không có ai dám lên đây cũng không có ai dám di động cỗ thi thể kia hắn không sống lại chứ ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy bên cạnh thi thể có động tĩnh một thiếu niên oán trách hư tên tiểu tử yếu ớt kia cho dù không chết cũng không chạy xa được nhất định là trốn đi chúng ta chia nhau tìm gần đây ngàn vạn lần không thể để hắn sống một thiếu niên cường tráng giống như là đầu lĩnh của ba thiếu niên kia nói với hai người còn lại vừa rồi chính là do hắn động tay, hắn tin rằng vừa rồi đường tiêu chết rồi nên mới rời khỏi, không ngờ vẫn sai lầm, ừ, hai thiếu niên khác cũng gật nhẹ đầu. Một khắc đồng hồ sau bất kể có tìm được không cũng phải tới đây tập hợp. Thiếu niên đầu lĩnh cất tiếng nói, sau đó ba người chia nhau tới rừng cây gần đó mà tìm hiểu. Ở trên tàng cây đường tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ba người bọn chúng mà muốn giết hắn sao? hơn nữa bọn chúng còn chia nhau ra hành động điều này không phải là để cho đường tiêu đánh bại từng tên sao nương theo thân thủ của kiếp trước đường tiêu cho dù một đối ba cũng thoải mái rồi tuy nhiên hiện tại thân thể này quá mức gầy yếu cũng không biết phải đánh nhau thế nào vẫn nên tìm một gã yếu nhất trong bọn chúng kiểm tra thử đã cả đời làm sát thủ, đường tiêu cũng không có tâm tư tranh giành cao thấp với mấy thiếu niên 14 tuổi, tuy nhiên ba người này uy hiếp tính mạng của hắn, đường tiêu nhất định phải ra tay diệt trừ. chương 3, Giết Người, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lúc chấp hành án tử hình, đường tiêu đã nghĩ tới kiếp sau hắn vẫn muốn kiếp sau mình được yên bình không ngờ vừa mới chuyển thế, đã phải sử dụng nghề nghiệp cũ ba thiếu niên kia chia nhau sau đó biến mất ở trong rừng cây đường tiêu leo xuống hướng về phía một thiếu niên mà từ từ đi tới không bao lâu sau đã đuổi kịp ngươi tìm ta sao đường tiêu căn bản không để thiếu niên này vào mắt vì hắn muốn kiểm tra thân thủ của mình cho nên cũng không chọn phương thức đánh lén hóa ra là ngươi trốn ở đây thiếu niên kia quay đầu lại hung dữ nhìn đường tiêu Thiếu niên này cùng với hai thiếu niên khác, một người tên là Từ Minh, một người tên là Hoàng Quyền, tất cả đều là quyền quý ở trong kinh thành, bốn người xem như thân phận cùng lớp với nhau. Đường tiêu xuyên việt đến một thế giới thượng võ, nhưng tiểu hầu ra đường tiêu là một phế vật học võ. Căn bản không phải là đối thủ của đám thiếu niên này cho nên bọn chúng cũng không để đường tiêu vào mắt huống chi bọn chúng còn muốn giết hắn, tại sao phải giết ta, giữa chúng ta có ân oán gì sao? Đường tiêu cười cười mà nhìn thiếu niên này, hắn cả đời giết người cũng không muốn tranh giành với một đám thiếu niên 14 tuổi, làm như vậy không khỏi có cảm giác ỉ lớn hiếp nhỏ. Thiếu niên kia hơi kỳ quái mà nhìn đường tiêu, hắn cảm thấy thần sắc của đường tiêu có phần kỳ quái không giống như là thường ngày thứ hai câu hỏi của hắn rất kỳ quái. Đường Tiêu không biết bọn chúng vì sao mà giết hắn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này bị đánh choáng váng thành ra mất trí nhớ? Hắn cũng không biết Đường Tiêu ở kiếp trước lúc làm sát thủ chỉ cần nở ra nụ cười là khẳng định có người phải chết, ngươi không nhớ cũng tốt, dù sao ngươi cũng phải chết chắc rồi. Y cũng không nhiều lời cầm một con trủy thủ, lập tức đâm tới Đường Tiêu. Đường Tiêu hơi nhíu mày, thân thể hơi nghiêng qua một bên, lực đạo chỉ thủ đâm đã hết, Đường Tiêu lách người nâng chân trái lên, đá vào cạnh đầu gối của hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, y lập tức vứt bỏ chỉ thủ ngã xuống mặt đất, ôm cái chân kia không ngừng gào rú. "Đừng nói gã hiện tại không biết Đường Tiêu không phải là Đường Tiêu trước kia cho dù hắn biết thì kết cục cũng không khác biệt nhiều." Bởi vì hiện tại người mà gã đối mặt chính là một người từ 3 tuổi đã đi vào tổ chức huấn luyện khủng bố ma quỷ, giết người vô số, là một sát thủ chuyên nghiệp vô cùng quyết đoán. Đường tiêu nhìn người gào rú trên mặt đất không nhịn được mà lắc đầu, thân thể này quá mức gầy yếu, nếu đổi lại là trước kia, khẳng định đã đạp gãy chân của thiếu niên này. Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt thì thiếu niên này chỉ bị chặt chân mà thôi đường tiêu cầm lấy chỉ thủ trên mặt đất gọn gàng cắt yết hầu đối thủ ngừng thanh âm gào rú của gã lại đối với người mà mình muốn giết một chút nhân từ cũng chỉ là thừa đường tiêu một mặt nghe động tĩnh trong rừng một mặt tìm kiếm trong thi thể ngoại trừ một ít bạc vụn thì còn có một cái hồ lô óng ánh hào quang lưu chuyển lộ ra vẻ khác thường nhưng khác thường điểm nào đường tiêu lại không nói ra lời trước hết thu lại đã, Hồ Thế Huynh xảy ra chuyện gì? Xem tại Chuân Phao, VN sau một hồi lộn xộn từng bước chân nhanh chóng đi tới bên này, hiển nhiên là từ Minh và Hoàng Quyền nghe thấy thanh âm gào rú cho nên chạy tới. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất từ Minh và Hoàng Quyền đều choáng váng, bỗng nhiên từ Minh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra ở phía sau lưng Hoàng Quyền đang há hốc miệng muốn hô to nhưng không hô nổi. Bởi vì ở phía sau lưng Hoàng Quyền đã bị người ta đâm một con trủy thủ, thanh trủy thủ sau khi đâm vào còn hướng về bộ vị trái tim của hắn lắc vài cái, cho nên hắn trên căn bản không thể sống nổi. Bây giờ còn đứng vững là vì động tác của người kia quá nhanh, Hoàng huynh, huynh. Lời của Từ Minh còn chưa dứt thân thể cao lớn của Hoàng Quyền đã ngã xuống đằng sau xuất hiện khuôn mặt vui vẻ của Đường Tiêu. Vừa rồi trong chém giết đường tiêu đã kiểm tra thân thể gầy yếu này có thể phát huy thực lực nhưng hắn không muốn mạo hiểm quá mức cho nên mới chơi trò đánh lén. Nhẹ nhàng trừ đi một tên cuối cùng lưu lại thiếu niên này, ngươi ngươi. Từ Minh nhìn đường tiêu mà há hốc miệng, hắn không thể hiểu nổi. Đường tiêu đã bị hắn bóp cổ chết tại sao lại sống lại mà còn giết được cả hai người hoàng quyền một phế vật học võ rõ ràng có thể dễ dàng giết hai võ giả cường giả nhân nguyên cấp. Có lẽ khi gặp nguy hiểm nó đã tạo thành bản năng, Từ Minh chỉ kinh hãi trong vài giây đồng hồ sau đó hắn vung nắm đấm ra, hồn nhiên không để ý tới con chủy thủ trong tay của Đường Tiêu. Hướng về phía hắn đấm mạnh một quyền. So với Hoàng Quyền, Từ Minh là một võ giả nhất giai đỉnh phong, sắp đột phá tới nhị giai, đối với những đồng bạn cùng lứa tuổi đã là nổi bật rồi mãnh hổ xuất lung. Thứ mà Từ Minh hiện tại đang dùng là thức thứ nhất của Hổ Liệt Quyền. Mãnh hổ chính là vua của vạn thú, tính tình bạo ngược bị nhốt ở trong lồng một khi được thả ra thế tất là lửa giận ngập trời hận không thể dùng răng nhọn xé chết cừu địch. Một thức này đủ sự phẫn nộ và cương mãnh. Từ minh dùng chiêu mãnh hổ xuất lung này cũng không thành thục khó khăn lắm mới đem khí thế của vạn thú chi vương đánh ra. Đường tiêu chỉ cảm thấy một hồi quyền phong đánh vào mặt mơ hồ còn thấy hình đầu hổ hắn vội vàng nghiêng người né tránh không ngờ quyền phong chỉ xẹt qua một chút vẫn khiến cho mặt của hắn bị ma sát đến đau nhức đường tiêu khẽ dùng mình hắn dự cảm được đối thủ này không bình thường ở trong thế giới kia cho dù là quyền vương cũng không có khả năng phát ra quyền phong mạnh mẽ như thế xem ra thế giới này võ học không giống như trước kia quyền phong nếu như có thể đả thương người khác thì là quyền cương rồi mà loại quyền cương này ở kiếp trước chỉ tồn tại trong trò chơi điện tử mà thôi thân là một sát thủ chuyên nghiệp, đường tiêu tuy khiếp sợ nhưng thân thể không vì vậy mà đình trệ, một chiêu mãnh hổ xuất lung của từ minh phát ra, môn hộ của hắn cũng mở rộng. Đường tiêu cầm chỉ thủ trong tay, quang mang thẳng tắp dứt khoát đâm tới trước ngực từ minh. Đường tiêu ở kiếp trước dùng vũ khí lạnh là một cao thủ, ở trong tổ chức sát thủ, nói về chuyện dùng dao găm không ai có thể bằng hắn, ở kiếp trước nếu như có người bị hắn đâm như vậy thì đã bị hắn xuyên qua trái tim rồi. Nhưng mà lần này hắn rõ ràng đã đâm chúng đối thủ, vậy mà con dao găm lại cho cảm giác trì trệ, giống như chạm phải chỗ rất cứng, căn bản không cách nào tiến thêm nửa tấc. Chương 4, Thế giới võ giả, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đường tiêu thất kinh trong lòng, người này tu luyện thành công thiết bố sam rồi sao, khiến cho đau thương bất nhập. Nếu như vậy thì làm sao đánh cho tốt đây? Tuy nhiên cũng có khả năng trong người hắn là một nội giáp vô cùng chắc chắn, hư chỉ bằng vào người mà muốn giết ta sao? Từ minh cười lạnh một tiếng, thu hồi hổ chảo mạnh mẽ vung tới. Cho dù đường tiêu thu tay lại rất nhanh nhưng vẫn bị từ minh đập trúng tay, đoạt mất thanh trỉ thủ trong tay của hắn. Đường tiêu bị từ minh đập trúng đau đớn tới tân xương tận tủy cổ tay phải cơ hồ dã rời cũng may là đường tiêu thu tay lại rất nhanh, nếu không cả cánh tay cũng bị từ minh làm cho gãy rời. Hổ hành long bộ, thấy đường tiêu cầm tay liên tục lui về phía sau, từ minh liền ra chiêu thứ hai hổ hành long bộ, hai nắm đấm của hắn xuất hiện giống như là mãnh hổ xuống núi, tung hoành nhảy lên, thế không thể đỡ. Trong cơn giận hắn hận không thể đem đường tiêu trước mắt đánh thành từng mảnh vụn. Tuy nhiên, công kích cương mãnh này của Từ Minh lại vô cùng ngu ngốc, trước động tác nhanh nhẹn của Đường Tiêu nó trở nên vô cùng chậm chạp. Cho dù thân thể hiện tại của Đường Tiêu kém xa so với lúc trước nhưng tốc độ phản ứng của hắn vẫn tốt hơn nhiều, đối phó với một thiếu niên 14 tuổi là đủ rồi. Đường Tiêu phản ứng lần này nhanh hơn, cơ hồ vừa nghiêng người tránh khỏi Từ Minh thì đã ra tay phản kích bởi vì trong tay của hắn không có chỉ thủ, cộng thêm từ minh có hộ giáp cứng cỏi cho nên lúc này đường tiêu sau khi tránh thoát khỏi mãnh kích của từ minh liền nhảy lên. khuỷu tay hung hăng đánh về phía cạnh cổ của từ minh. Từ minh tuy luyện tập hồ liệt quyền, có nội giáp cứng cỏi nhưng cũng chỉ là một võ giả nhân nguyên cấp đỉnh phong. Tu vi hiện tại của hắn không cách nào khu động chân khí ra ngoài cơ thể tạo thành cương khí phòng hộ cho nên khuỷu tay rắn chắc của đường tiêu sau khi đập lên trên cổ của hắn đã khiến cho hắn choáng váng lảo đảo mấy cái mới đứng vững thân thể tuy thân thể của đường tiêu hiện tại không cường tráng bằng từ minh nhưng khuỷu tay của hắn đã đánh vào chỗ yếu nhất của từ minh là phần cổ so sánh lại từ minh vẫn tổn thất nặng sau khi đứng vững, Từ Minh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn vị trí hiện tại của Đường Tiêu, không ngờ gáy của hắn một lần nữa chúng cùi trỏ của Đường Tiêu, lần này bầu trời trước mắt của hắn trở nên đen kịt. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, vài bước mới đứng vững. Giờ khắc này, kinh nghiệm thực chiến cực đại đền bù thể lực của Song Phương, Từ Minh tuy đã luyện qua hổ liệt quyền nhưng chưa từng trải qua sinh tử chém giết từng chiêu từng thức chỉ biết chính diệt mà tấn công căn bản không biết rằng học võ phải tùy cơ thích ứng mới phát huy trọn vẹn tất cả đối với loại mới thực chiến như từ minh so với sát thủ đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết là đường tiêu thì không thể nào chống lại nổi cho dù chống lại tiên cơ nhưng đường tiêu lúc này cũng đã phải thở hồng hộc không thể không kể đến thân thể của hắn quá yếu ớt nếu như gặp phải đối thủ như Từ Minh ở kiếp trước đường tiêu đã sớm thanh lý đối phương rồi. Đường tiêu lúc này cũng không dám lười biếng, thấy Từ Minh thất tha thất thểu bị ngã về phía trước đường tiêu liền như hình với báo lao theo, một lần nữa lao lên. Tung một cú cùi trỏ nặng nề vào sau gáy của hắn. Xem tại chuân phao. VN thị giác của con người đều tập trung vào não bộ đằng sau, gáy bị trọng kích, trước mắt của từ minh trở nên đen kịt, không thể duy trì cân đối thân thể nữa, thoáng cái ngã sấp xuống mặt đất. Cùng lúc đó đường tiêu nhảy lên, hai đầu gối đã quỳ lên phần gáy của từ minh. Rắc một tiếng, xương cổ của từ minh lập tức gãy lửa, cả người của hắn đã bị đường tiêu phế bỏ đường tiêu hoàn toàn tiêu hao hết sức lực, ngã xuống mặt đất mà thở hồn hển. sau một lúc hắn mới khôi phục một chút khí lực, tay phải của hắn chuyên tới từng hồi đau đớn kịch liệt. Hắn ngồi dậy đem thân thể của từ minh lật lại thì thấy tiểu tử này đã chết từ lâu rồi. Nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, xem những quần áo quý giá của chúng đường tiêu biết rằng không xử lý tốt những thi thể này, nhất định sẽ để lại không ít phiền toái cho mình lục lọi trên mấy thi thể một phen không có quá nhiều thu hoạch. tuy nhiên vẫn đạt được đai lưng ngọc của Từ Minh và Hoàng Quyền cùng với ba cái hồ lô lóng lánh hào quang lưu chuyển kia thậm chí Từ Minh còn có hai cái một cái vốn là của Đường Tiêu, xem ra đồ vật này ở thế giới này vô cùng trọng yếu, trước hết thu lấy đã. Đường Tiêu nhớ tới trên người của Từ Minh có nội giáp, hắn rạch mặt y phục của Từ Minh ra, quả nhiên ở bên ngoài nội y của Từ Minh có một nội giáp màu vàng nhạt, vừa nhẹ vừa cứng. Tuy Đường Tiêu không biết rằng tình huống của thế giới này thế nào nhưng mà cái áo giáp vàng nhạt này tuyệt đối là một thứ đồ phòng thân tốt. Vì cái áo giáp này nếu không một nhát dao của Đường Tiêu đã đâm chết Từ Minh, Từ Minh cũng không có khả năng xuất chiêu thứ hai với Đường Tiêu bốn cái hồ lô một nội giáp một ít bạc vụn đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của đường tiêu sau khi xuyên việt tới thế giới này đường tiêu vô cùng đau đớn toàn bộ cánh tay phải giống như chết lặng vậy hắn tuần tra bốn phía một phen thì phát hiện ra ba gã thiếu niên kia ở gần đó đào một hố sâu có lẽ để phòng ngừa thi thể của đường tiêu phát hiện cái hố này vùi ba người vào vẫn dư hao hết sức lực bình sinh, đường tiêu đã đem ba cỗ thi thể tới hố sâu mà giấu đi, ở phía trên cũng đáp lên một ít cỏ dại và lá cây. Mặc kệ ba thiếu niên này có thân phận gì nhưng đường tiêu thân là sát thủ chuyên nghiệp đương nhiên biết nếu như mình không xử lý thi thể cho tốt bị người ta phát hiện ra dấu vết. Sau này nhất định có đại phiền toái đường tiêu đi đi lại lại mấy vòng đem địa hình ở đây nhớ kỹ lại sau này có cơ hội sẽ quay lại xử lý đám thi thể này một phen nữa, thanh lý tất cả tốt nhất là ngay cả thi thể cũng không tìm được. Nhìn quần áo đẹp đẽ của mình, đường tiêu đoán chủ nhân của thân thể này cũng là người nhà phú quý, nếu như là vậy thì chuyện hủy thi diệt tích. Hơn phân nửa là có thể tìm trưởng bối trong nhà giải quyết hậu quả dùm lại hang núi này cũng không nên ở lâu trước hết phải tìm biện pháp hạ sơn tìm hiểu rõ thân phận của mình rồi đi bước kế tiếp đường tiêu đi xuống núi mất hơn nửa canh giờ đông thai sơn chỉ có một con đường lớn để đi xuống bởi vì đông thai sơn thuộc về núi rừng tu nhân cho nên ở trên đường có các trạm gác trương nam xuống núi nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com vượt qua những chạm gác này không đáng là gì với đường tiêu, hắn hiện tại tuy không nhanh nhẹn bằng lúc trước nhưng suy nghĩ và kinh nghiệm vẫn không hề mất đi. Rời khỏi Đông Thai Sơn, tiến về phía trước không xa là một trấn nhỏ tuy nói là trấn nhỏ nhưng chỉ là một dãy hơn 10 tòa nhà liên tục mà thôi. Đường tiêu vừa ở trên núi giết người thi thể chưa xử lý sạch sẽ toàn bộ không muốn để cho người khác nhìn thấy mình đã tới ngọn núi này, cho nên tìm đường đi xa xa mà lách qua đi nửa canh giờ ở bên đường bắt đầu có nhiều phòng ốc hơn con đường cũng trở nên náo nhiệt một số sơn dân gánh củi mà về tuy ngẫu nhiên có người nhìn qua đường tiêu nhưng cũng không đặc biệt chú ý tới hắn cộng thêm khoảng cách ở đây với đông thai sơn đã xa tâm tình của đường tiêu cũng từ từ buông xuống Đi một lúc nữa đường Tiêu cảm thấy rất khát, hắn liền dừng ở trước một quán trà mà ngồi xuống cố ý tỏ ra vẻ người lạc đường, cũng lão bá bán trà nói chuyện một phen, thăm dò tin tức một hồi. Hóa ra mảnh đất dưới chân của hắn không phải là đại lục mà là một tòa hải đảo, tên là Áo Bỉ đảo, tất cả mọi người ở trong Áo Bỉ đảo là con dân của Đại Minh triều. Đại Minh Triều trước kia thống trị ở phía Tây Bắc nhưng mấy trăm năm trước đây bộ tộc Mãn Châu ở Cửu Châu đã cướp đi Giang Sơn của bọn họ thành lập nên Vương Triều Mãn Thanh. Mấy trăm vạn di dân của Đại Minh Triều bắt đầu đặt chân lên áo bỉ đảo ở đây trùng kiến lại Đại Minh Triều. Hiện tại đường tiêu đang ở ngã ba đường, đường vào Kinh Thành là phía đông, ngọn núi mà đường tiêu vừa xuống tên là Đông Thai Sơn, cách Kinh Thành ở một dạm lộ trình thân là một người xuyên việt những tin tức này khiến cho đường tiêu nhớ tới lịch sử trung quốc mãn châu xâm lấn ngô tam quế dẫn quân thanh nhập quan minh triều diệt phong một bộ phận hậu duệ minh triều lui về đảo đài loan mưu đồ phản thanh phục minh đại minh triều này gặp tao ngộ so với đại minh triều tới đảo đài loan có phần tương tự nhưng cũng có khác biệt lớn nếu như đại minh triều sinh tồn ở trên đảo này mấy trăm năm rồi vậy thì cách mạng tân hợi cũng đã xảy ra chính quyền mãn thanh cũng đã bị sụp đổ toàn bộ thế giới đi vào thời kỳ công nghệ cao xuất hiện máy tính và chuân phao vn khắp các nơi làm gì còn màu sắc cổ xưa mấy trăm năm sau khi lão bá kia xác nhận đường tiêu tính toán nếu như từ lúc Đại Minh Vương Triều Diệt vong cho tới bây giờ thì xem ra hắn không xuyên Việt tới thời kỳ cổ đại mà thời gian hiện tại với trước kia cũng không khác biệt nhau L. Ấm chẳng lẽ đây là một thế giới song song? Những chuyện này thật khiến cho người ta đau đầu, đường tiêu quyết định không nhớ nữa, nhưng có một điểm có thể khẳng định đây không phải là thế giới trước kia của đường tiêu. Càng không phải là cổ đại tiền triều. Thai Kinh thành chính là trung tâm văn hóa và chính trị của Áo Bỉ Đảo, Đường Tiêu suy đoán thân phận của mình bây giờ thì nghĩ rằng mình hẳn là con cháu của gia đình quý tộc muốn biết thân phận, cần phải đi tới Thai Kinh thành xem xét một chút. Uống trà xong đầu óc của Đường Tiêu trở nên vô cùng đau nhức, hắn đưa cho lão bá bán trà một khối bạc vụn lão bá kia liền mừng rỡ thiên ân vạn tạ sau đó nghe đường tiêu muốn đi kinh thành vì vậy liền lập tức đi tới một gia đình phụ cận giúp đường tiêu thuê một cỗ xe ngựa nhìn thấy lão bá cảm động tới rơi nước mắt đường tiêu cũng nhếch mép nở ra một nụ cười hắn kiếp trước cả đời làm ác hiện tại ngẫu nhiên làm người lương thiện tư vị cũng không tệ sau khi lão bá trở về xe ngựa mang theo đường tiêu một đường chạy vội không đến nửa canh giờ đã tới phía đông kinh thành đường tiêu cũng không biết thân phận của mình đành xuống ngựa ở ngoài cửa thành nhìn thấy đám binh sĩ tay cầm đao sắc bén không ngừng kiểm tra người ở ngoài thành đường tiêu cũng từ từ đi vào thân là một người hiện đại đột nhiên xuyên việt vào trong thế giới này hắn vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ hai bên cửa thành từng người ra vào đám binh sĩ kia vẫn không có phản ứng gì nhưng khi đường tiêu đi qua hai gã binh sĩ